Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài thừa số tích bảng nhân 2. Bài số 1, viết phép nhân theo mẫu biết. Câu A, các thừa số là 3 và 7. Tích là 20, 11. Giờ ta lấy 3 ra nhân 7 là bằng 21. Nè. Đó là cái bài mẫu. Rồi cái này bài dưới, các thừa số là 6 và 4, tích là 24. Giờ ta lấy là 6 này, ta nhân cho 4 này là bằng 20, 14. Câu C, các thừa số là 4 và 5, tích là bằng là 20. Ta lấy là 4 này, ta nhân 5 này bằng là 20. Câu D, mỗi thừa số đều là 4, tích là 16. Như vậy là đều là 4 có nghĩa là hai con 4 nhân nhau á. 4 ta nhân cho 4 là bằng 10, 16. Chúng ta qua bài số 2, tính nhẩm. Đây là bản cửu chương 2. Bản cửu chương 2 thì thầy cũng có cái máy clip là bản cửu chương chia rồi nhân. Các em vào trong blog ha, và chúng ta tìm 2 ta nhân cho 3 là bằng 6, 2 nhân 4 là bằng 8, 2 nhân cho 6 là bằng 12. Cái này chỉ thuộc bản cửu chương là chúng ta viết à. Sửa các em không thuộc thôi, chứ còn thuộc rồi chúng ta viết đơn giản. 2 nhân 1 là bằng 2, 2 nhân cho 7 là bằng 14, 2 nhân 9 là bằng 18, 2 nhân 8 là bằng 16, 2 nhân 10 là bằng 20, 2 nhân cho 5 là bằng 10. Chúng ta qua tiếp cái bài số 3. Mẫu xe máy có 2 cái bánh xe, hỏi chín xe máy có bao nhiêu bánh xe. Giờ mỗi xe máy là có 2 mà chín xe máy ta lấy là 2 ra nhân 9. 9 nhân 2, 2 nhân 9 gì cũng được. Rồi chúng ta dựa vào đây, chúng ta bỏ này đi ha, bỏ này đi. Số bánh xe, 9 xe máy có thêm chữ là vào. Số cái bánh xe lấy 2 ta nhân cho 9 là bằng 10, 18 cái bánh xe. Đáp số 18 cái bánh xe. Chúng ta qua bài số 4. Đúng thì D, sai thì gạch vào trống. 2 ta nhân cho 4. 2 ta nhân 4. Bài này là 2 nhân 4 là bằng là 8. 4 cộng 4 cũng bằng 8, được không? Đúng. 2 ta nhân 5 là bằng 10. 10 mà ta cộng với 18 là bằng là 28. 28 là đây mà 38 là sai. 2 nhân 7 là bằng 14. Này là 2 ta nhân 8. Cái này chúng ta cũng có thể nhận xét được ha. Đây chúng ta sẽ có con 2 này, đây có con 2. Và bên này là con nhân cho con 8 và bên này nhân cho con 7, như vậy là bên này nó sẽ lớn hơn. Còn không thì chúng ta sẽ tính 2 nhân 8 là 16, 16 lớn hơn 10, 14, cái này đúng. Rồi cái này thì chúng ta làm nhân trước, 2 ra nhân 8 là bằng 16. 16 mà ta trừ cho 8 là bằng là 8. 8 mà đây 10 là sai. Bài này 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 2 là bằng 6. Rồi bằng 2 nhân 3 là bằng 6, đúng.
2 ta nhân 6 là bằng 12. 12 mà ta trừ cho 5 là bằng 7 thì đúng. 5 đôi dép thì có chấm chấm chiếc dép. À, một đôi là có 2 chiếc. À, một đôi là chúng ta sẽ có là 2 chiếc. Ta lấy 5 nhân 2 là bằng 10 chiếc. 10 chiếc dép. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi để kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy có các phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm nhé. Rất là dễ tìm. Chúc các em học giỏi.